Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em. Có nhiều anh em hỏi tôi là đến cái ngày cuối cùng rồi của event mà vẫn chưa biết cách chơi, thì hôm nay tôi sẽ ra cái clip này anh em nhé. Hướng dẫn cho các anh em chơi làm như thế nào để chúng ta có một cái thứ hạng cao, cái tốc độ cao, chiến thắng cái event. Đấy. Thì clip sẽ rất là kỹ nên là anh em cứ xem thật kỹ nhá, rồi anh em sẽ tìm ra câu trả lời. Rồi. Có một cái lưu ý là trong trận đấu chúng ta sẽ có con rớt thì nó sẽ đơn giản hơn nha anh em nhá. Trong trận đấu có rớt, còn nếu mà không có rớt ý thì anh em quit ra nhá, anh em vào lại được chưa? Ok. Rồi. Trong cái trận đấu này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách dễ nhất đã nha anh em nhá. Còn một cách nó hay hơn nhưng mà nó lại khó hơn, khó làm hơn. Thì trước tiên là chúng ta chơi cách dễ này. Đấy, là như nào, là đầu game anh em cứ tìm cho tôi mấy cái con human nhá, human với cả rồng này. Đấy, human với cả rồng với cả mết, thế là được. Rồi, lưu ý là những cái trận đấu mà không có rớt thì anh em không chơi nhá. Sau cái trận đấu này là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một cái trận đấu, một cái cách chơi khác, nhưng mà tí nữa nhá. Còn bây giờ thì cứ thế này đã, 6 human đã này. Rồi, ok. Chúng ta có 6 human thì chúng ta bỏ vào. Anh em xếp làm sao ấy để cho nó có thể kết thúc trận đấu nhanh, thì anh em sẽ xếp làm sao để cho con già nó quẹt được nhiều nhất có thể nha anh em nhá. Tôi nghĩ là cái round đầu tiên ấy thì chúng ta có cái lượng tiền là máy nó cho nó là 60. Thì tôi nghĩ là sẽ roll hết đấy. Roll hết đi. Con này được, Thunder Spirit là một con mết. Rồi, cũng hơi đen, con già không lên được hai. Con sói thì cũng không cần thiết lắm. Rồi ok. Đấy, thế là chúng ta có được rồi nhá. Bây giờ ở đây cho con sói lên hai đi cũng được. Rồi ok, bây giờ chúng ta xếp này, xếp như nào để cái con già này nó quẹt, thứ nhất là quẹt nhanh nhất này. Thứ hai là nó quẹt được nhiều nhất thì anh em cứ đưa nó cao lên nhá. Ở trận đấu này, cái thử thách này, cái thử thách mà Lion Beat này, là chúng ta cần tốc độ, cần tốc độ thôi. Chứ chúng ta thắng thì chúng ta có thể thắng, hoặc thua thì cũng tùy, nhưng mà cái tốc độ nó vẫn là để xếp vào cái phần thưởng của anh em vào giai đoạn trao thưởng ấy, trao giải ấy. Nên là anh em chiến thắng càng nhanh thì anh em cái phần thưởng của anh em càng to. Đấy. Anh em làm trong top bao nhiêu ấy, tôi không nhớ, hình như là top 500 thì phải, thì anh em sẽ được thưởng nhiều hòm hơn là top ở dưới top 500. Thì cố gắng lọt vào trong top 500 thôi. Và thậm chí là với cái hướng dẫn này của tôi thì nếu anh em may mắn anh em có thể vào được ở trong top 100 càng nhiều qua ok. Đấy, thì chúng ta cứ mỗi lần thắng là chúng ta sẽ có sách thôi. Rồi. Roll hết tiền thôi anh em ạ. À. Anh em nhớ roll hết tiền nhá. Đừng để phí tiền. Anh em cho đủ những cái con 2 sao vào thì nó sẽ mạnh. Nó sẽ tốc độ clear nó sẽ nhanh hơn. Rồi. Bây giờ tôi hết tiền, tôi sẽ không làm cái gì cả. Xếp một tí cho nó chỉnh đốn đội hình. Tôi nghĩ là cho đồ con flame, con này nó sẽ giật đau hơn. Con già thì quẹt thì tôi sợ bọn lion này nó bật giáp lên thì chắc chưa chắc nó đã quẹt được đâu. Cho flame được, ổn hơn. Rồi khi mà xếp đội hình này thấy ổn rồi nhá. Cái con sói thì để trước mặt cái con heo glide, để cho con heo glide nó đấm con sói. Đó, thế là được. Con sói nó sẽ hóa sói nhanh hơn, nó ra thêm hai con đệ, nó cắn nó cũng đau. Con đệ nó cũng đam to phết đấy. Rồi nó ra quẹt một phát, đúng rồi. Đấy. Tốc độ cũng khá nhanh. Anh em cứ để ý mỗi round ấy, mỗi round của anh em ấy mà cái dây nó kết thúc ấy, nó tầm khoảng 40 giây ấy là ok rồi nhá anh em nhá. 40 giây, tầm 40 giây đó. Đấy, tôi mới chỉ có round 3 thôi mà tôi đã lên rồi level 11 rồi. Khi mà anh em kiếm đủ 6 human vào giai đoạn đầu game thì anh em tăng level rất nhanh. Đấy, lên được level 12 tức là max rồi.
thì chúng ta sẽ chuyển dần sang bộ 5 rồng với 6 mét nhá anh em nhá. 5 rồng 6 mét hoặc là 5 rồng 9 mét đều ok. Rồi cho thêm đây, vẫn thừa, vẫn thiếu một con. À, chúng ta roll tiếp. Chúng ta roll tiếp thôi. Như này tôi nghĩ là roll tiếp là được. À không. Ở đây là chúng ta có 6 human, đúng rồi. Thế thôi, cho 6 human vào thôi, được rồi. Đồ này quên mất đấy, tí quên không lấy đồ. Rồi, đồ cho cái con này thôi. Kết liễu nhanh anh em ạ, chưa cần cái con già này, cái 2 thì cho chứ còn 1 thì hơi yếu. Đây rồi. Xem là tốc độ của nó là bao nhiêu. 15 giây để kết thúc thôi. Đấy, cứ trước 40 là chúng ta mỗi round là chúng ta có 15 giây thôi. Đấy. Anh em cứ tính là mỗi round là 15 giây. Thì chúng ta có 10 round đúng không? 10 round nhân lên thì là 150 giây. Tức là chưa đến 2 phút đấy. Đấy, tuy nhiên là tốc độ nó sẽ được cải thiện khi mà anh em form đủ độ bộ 5 rồng. Rồi, chúng ta roll rồi. Lên được 12 rồi thì cứ roll đủ bộ thôi. Đây rồi, giá 2 đi rồi. Hay lắm. Nào, cho xin con rồng nào. Đây rồi. Dragon Line. Vẫn thiếu. Wizard. Vẫn thiếu rồng anh em ạ. Rồi chúng ta mới chỉ có 3 rồng thôi, thiếu một con rồng nữa và chúng ta có thể kích hoạt được cái bộ wizard này vào trong. Để wizard vào là được. Đây là 7 mét này. 7 mét 7 human. Như nào nhỉ? Đây, cho già này. Đồ cho già thôi, già lên 2 rồi. Này ổn chưa nhỉ? Rồi, được rồi, ok. Ổn rồi đấy. Bắt đầu rồi. Hay quá, rất nhanh đúng không anh em? Đấy, đây chỉ mất có 5 giây thôi. 50 thôi, 49 thôi. Rớt rồi, hay lắm. Cái con này là cái con mà tôi có nhắc anh em ban đầu là bắt buộc phải có con rớt nha anh em nhá. Không có rồng 5 tiền cũng được nhưng mà phải có rớt. Được rồi. Bây giờ tôi cần là còn con rồng. Chưa thấy cái con thêm một con rồng nữa thôi. Cho con rồng 3 tiền Ambra là vào là được rồi. Rớt cho vào này, rồng 5 tiền vào nữa là 9 mét luôn. Là chúng ta chơi được 9 mét luôn. Đang có 7 mét, roll thêm phát nữa này. Roll tiếp này. Ui xui ui. Dragon Clay 3 sao. Bán con này đi. Chúng ta kích hoạt bằng Wizard được anh em ạ. Với cả về căn bản là lên 12 rồi nên là cũng không cần human nữa. Rồi. Vẫn chưa có 5 rồng, tốc độ của tôi là sẽ chậm hơn anh em ạ. Các anh em mà roll được 5 rồng sớm thì nó sẽ rất nhanh. Có khi là chỉ mất 3 giây thôi là một hiệp rồi. Nhưng mà vì là tôi chưa có con rồng. Rồi, chúng ta roll tiếp kiếm con rồng thôi anh em ạ. Ui, trứng này, rớt 2. Đây là rớt 2 rồi. Đây rồi. Đó. Xong rồi đấy. 5 rồng rồi nhá anh em nhá. Thế thì cái trận đấu nó sẽ rất nhanh. Rồi, trứng thì đập cho rớt luôn. Không có gì phải suy nghĩ cả. Bây giờ anh em xếp làm thế nào cho 6 con đứng bên trái tung trưởng là được. 6 con đứng ở phía bên trái nhá anh em nhá. Thế thôi. 6 con đứng bên trái sẽ tăng mana 100 mana luôn. Và chúng ta có thể tung trưởng giết đối thủ luôn. Nếu mà vừa lấy anh em tìm được 5 rồng ấy, ở những cái round 4, round 5 ấy, thì cái tốc độ trận đấu nó sẽ nhanh hơn nữa anh em nhá. Còn bây giờ như này là tôi cũng phong được 5 rồng ở round 6 này là cũng ổn rồi. Chỉnh đồ một tí, đồ thì anh em cứ dồn hết cho cái con rớt nhá. Dồn hết cho rớt. Con rớt nó sẽ tung trưởng và nó sẽ kết liễu đối thủ luôn. Anh em thấy chưa? Kinh chưa? Ủa rồi. Quá kinh. Nhanh.
Quá nhanh quá nguy hiểm. Đúng thế ạ. Quá nhanh quá nguy hiểm. Giáp băng. À không, gậy tà ác, đúng rồi anh em, gậy tà ác. Gậy tà ác. Ơ kìa, ơ kìa, không mua được cái này. Ui, bị ao anh em ạ, cay nhở. Vào lại được, vào lại được, chắc vào lại được. Ok ok, vẫn chúng ta vẫn đang trong trận đó. Cũng rất là may mắn. Tôi cứ tưởng tôi phải chơi lại từ đầu. Như này là hợp lý rồi. Làm lại từ đầu là mất thời gian lắm. Lại phải ra, lại phải tìm cái trận đấu có con rớt. Lại cứ phải tìm mãi mới được một trận có con rớt anh em ạ. May quá. Thế là cuối cùng là cũng không phải chơi lại từ đầu. Rồi, nếu mà như thế này là chúng ta sẽ có thêm bộ gót này. Rồi. Rất tốt. Vẫn đang kiếm cái con rồng 5 tiền anh em ạ. Chưa thấy con rồng 5 tiền đâu. Rồng 5 tiền. Máy bay này không nhỉ? Rồng 5 tiền. Rồi. Đâu có rồi. Ui giời. Chán rồi. Không có rồng 5 tiền. Chán thế. Không có rồng 5 tiền thì không có 9 mét anh em ạ. 8 mét à? Chơi 8 mét à? Insect này giật đầu đấy. Còn Insect này hơi mất thời gian tí anh em ạ. Insect với chúng tôi có rồng 3 rồi. 3 sao thì không sợ Insect anh em nhá. Trong những cái trường hợp mà có thể anh em sẽ thua Insect là bởi vì là cái con Dragon Clay của anh em nó chưa lên được 3. Rồi ok. Ăn được. Rồi nào, tiếp theo sẽ là bọn Glacier khá to. Mãi vẫn chưa ra con rồng 5 tiền nhá anh em nhỉ. Hơi lâu đấy. Tôi chắc là tôi bán đi, tôi mua cái con già này. Con già này. Già lên 3 sao. Ok, chắc là mua con già thôi. Bán rồng một tí nữa thay con rồng 5 tiền anh em ạ. Rồi. Vẫn là cái trượng tà ác thôi. Tăng đam cho con rớt. Ui rồi anh em nhìn cái con Lancer 3 sao kìa. Con rớt nó giật phát chết luôn. Đấy là mới có 8 mét thôi nhưng chưa có 9 mét đâu. Quá kinh khủng. Hai gậy tà ác anh em ạ. Tăng 100% sức mạnh tấn công của ma pháp. Quá kinh. Sống 5 tiền mà ra đi. Vẫn chưa có. Cày nhở. Cày thế nhở. Đồ trận này lấy cái búa xét chắc là ngon nhất rồi. Búa xét tăng sát thương ma pháp anh em ạ. Giờ chủ yếu là tập trung cho sát thương ma pháp rồi. Một phát, ui ôi, rớt ơi là rớt, giật trượt rồi. Ui rồi giật phát thứ hai thì cũng chết. Ở kia đang đấm cọc tự nhiên lại hóa đóng đá đấy kia. Chậm đi một chút anh em ạ. Lẽ ra là nhanh hơn được vài giây. Rồi ok, già 3. Đấy rồi, round cuối anh em ơi. Round thứ 10 chúng ta gặp cái con beat. Liên beat. Kiếm lúc con rồng 5 tiền nào. Ôi đừng bảo không ra rồng 5 tiền nhá. Thôi xong rồi. Vậy là không có rồng 5 tiền. Thế là phải chơi 8 mét à. Thôi được rồi, cũng được anh em ạ. Bởi vì tầm này chắc là cũng mắc binh rồi. Toàn 3 sao rồi. Ok, ui rồi ôi, rớt giật trượt anh em ơi. Mất thời gian quá. Nào, rớt giật. Rớt giật phát lửa, ui rồi. Đầy nguyên một cây máu, chết luôn. Xem nào, chúng ta đã kết thúc cái event. Và tôi nghĩ là cái tốc độ này nó cũng không hề là chậm đâu. Tôi nghĩ là cũng là ok đấy. Để xem là bao nhiêu phút. Tôi dự đoán là nó khoảng hơn 1 phút một chút. À hơn 2 phút. Hơn 2 phút một chút, sorry anh em. Chắc là cũng phải 2 phút mấy. Ui anh em ơi, cũng khá là nhanh đấy. 1 phút 54 giây. Nhưng mà nếu mà anh em có thể may mắn hơn thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều anh em nhá. Đấy, đấy là cái cơ bản. Rồi, còn bây giờ đây này. Đây giờ mới là cái phần mà không phải ai cũng biết này. Đấy. Đây nó mới là cái phần mà bí ký tiết lộ để mà qua được cái này mà nó nhanh hơn nữa nha anh em nhá. Và vẫn phải là cần kỹ năng của anh em. Vẫn phải một chút kỹ năng. Rồi anh em bắt đầu này. Chúng ta bắt đầu nhá. Đấy, cái round đầu tiên này. Cái này thì cái phần lưng cao này thì chúng ta lại không cần cái con rớt.
nhá, không cần con rớt nhá anh em nhá, không cần chơi thế nào cũng được, không quan tâm đến truyền thuyết. Rồi bắt đầu này. Rồi nhá. Rồi vẫn là cái con này đầu tiên này. Rồi Fortune Teller. Anh em cứ làm như tôi là được nhá anh em nhá. Trong cái quá trình mà tìm hiểu thì tôi đã tìm ra cách nhanh hơn như vừa nãy. Tôi nghĩ là đa số anh em sẽ biết cái cách vừa nãy. Khá nhiều anh em sẽ thử cái cách là chơi 12 con nó giật, nhưng mà nó vẫn chưa phải là nhanh đâu. Tôi sẽ có cái cách nó nhanh hơn nha anh em nhá. Đây. Ok. Rồi, những cái round đầu tiên thì anh em đề nghị là anh em roll hết tiền cho tôi. Anh em cứ roll hết tiền cho tôi. Rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ra này. Đấy, nó hơi khác vừa nãy nha anh em nhá. Anh em thấy là có những cái quân bài tôi mua là nó bắt đầu khác vừa nãy rồi đấy. Rồi, round đầu tiên. Khác với vừa nãy là round đầu tiên thì tôi chỉ lấy 3 human thôi nhá. Khác với vừa nãy là chúng ta lấy 4 human thì bây giờ tôi chỉ lấy 3 human. Rồi, như này ổn chưa? Phải làm thế nào để có thể là clear cái đống này nhanh nhất anh em nhá, nhanh nhất có thể. Đó, anh em xếp con già cao lên. Một quẹt, hai quẹt, ui nhanh chưa? Tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ có mất có 3 giây thôi. Rồi, sói này. Ok, đây sẽ là cái round thứ hai. Rồi, chúng ta xếp được cẩn thận. Cẩn thận một chút. Đồ thì sẽ lấy cái giáp thép nhá anh em nhá. Đây là nó khác một chút. Khác một chút, rồi. Đây. Nếu mà anh em chưa biết là tôi đang định chơi gì thì tôi vẫn chưa tiết lộ đâu. Phải một vài round nữa thì tôi mới tiết lộ cơ. Đấy, để cho các anh em đoán chơi, các anh em tò mò. Thế thì nó mới hấp dẫn. Đấy, còn anh em vẫn chưa biết là tôi chơi xây dựng cái đội hình gì đâu. Nhưng mà chắc chắn là tôi nói với anh em là nó sẽ không phải là mết nhá. Rồi. Rồi, cái round tiếp theo này. Round này chúng ta sẽ bán những cái con này đi. Anh em cứ làm như tôi nhá, anh em làm như tôi. Đấy. Đấy. Bỏ con này ra. Vứt con này đi. Ok chưa? Cho con eco này vào nhá. Cho eco vào. Rồi. Đấy, xong rồi chúng ta mua. Chúng ta sẽ mua con sâu. Chúng ta sẽ mua con sâu. Ok. Rồi. Bán con này đi luôn. Bán xem nào có bán không. Không. Chắc là tôi giữ lại. Đấy, nhanh không? Ui dùi ui. Mặc dù là mất 10 máu nhưng mà nhanh. Nhanh không? Nhanh. Nhanh nhở? Nhanh, nhanh phết đấy. Một round bây giờ nó chỉ mất có một giây thôi. Tiếp này, anh em này. Ui dùi ui, nhanh chưa? Nhanh chưa? Nhanh chưa? Đủ nhanh chưa? Rồi, đây rồi. Bán con bán cây đi này. Đấy, anh em biết rồi đấy. Đấy là chính là tôi eco. Tôi eco. Tôi eco và tôi không bỏ cửa lên. Tôi sẽ qua một cái round ấy rất nhanh. Ui dồi, ui dồi, mất 2 giây. Nhanh hơn nữa không? Đấy, mỗi round tôi chỉ mất 2 giây rồi, 1 giây hoặc là 2 giây. Đấy, nhưng mà không có đồ. Đấy, không có đồ, nhưng mà không sao cả anh em nhá. Không có đồ, không sao cả. Rồi. Đấy, round này cho con này lên được. Rồi. Rất nhanh. Mất có 1 giây rồi. Máu thì có cho con eco vào nhá. Anh em phải mua con eco đấy. Rồi. Round này cũng chả có gì cả. Rồi ok. Nốt round này rồi chúng ta sẽ roll. Rất nhanh. Không mất quá nhiều thời gian vào những cái round insect. Rồi. Bây giờ chúng ta roll này. Đến round này là chúng ta có thể roll được.
Ngộ không. Đấy, chúng ta roll đấy, chúng ta roll ở cái round mà chúng ta ở cái level, mức cái level là level 8. Ok. Ngộ không 2 luôn. Đấy, anh em cứ làm như tôi nhá, anh em làm như tôi nhá. Bây giờ chúng ta đang ở level 9 rồi. Rồi. Xem nào, tôi đang tính là cái round này bỏ cờ luôn, bỏ cờ lên luôn, bởi vì là có ngộ không 2 rồi. Ngộ không 2 nó sẽ clear rất nhanh. Ok, chúng ta sẽ bỏ cờ lên nào. Có bỏ không nhỉ? Hay đợi một round nữa nhỉ? Thực ra nếu mà bỏ cờ lên thì đánh có thể nó sẽ không nhanh. Nhưng mà thử thêm, thử roll, bây giờ roll thêm đi. Roll thêm xem như nào. Được rồi. Sói 3 luôn này. Rồi, roll tiếp nhá, roll tiếp. Roll tiếp luôn. Roll tiếp. Một con ngộ không nữa là ngộ không 3 sao này. Roll tiếp cái. Rồi, gấu 2. Gấu 3 luôn đi chứ. Gấu 3 rồi. Rồi như nào đây? Roll tiếp luôn. Roll hết tiền luôn, đã thế roll hết tiền luôn. Đã thế chúng ta roll hết tiền luôn. Không ngại nữa, bây giờ đưa hết lên 3 sao. Ui rồi, hai quả trứng thì cũng khác gì là con tôi không đâu. Thôi xong rồi. Ngộ không 3 rồi anh em. Rồi, bây giờ roll tiếp rồi. Roll tiếp thôi. Đây rồi. Đủ ở đấy, 3 sao rồi này. Thôi cho bài vào thôi, đủ rồi anh em. Đủ 6 bit rồi này. 6 bit 2 Glacier là chơi được rồi. Chơi được rồi. Rồi. 6 bit 2 Glacier. Tốc độ nó cũng sẽ nhanh chứ nó không chậm đâu. Bây giờ chúng ta dồn đồ cho ngộ không nhá anh em nhá. Đấy, đồ thì mặc dù là tôi cũng đồ thì tôi eco tôi không được chọn nhưng mà không sao hết anh em ạ. Bộ này nó mạnh. Bộ beat đấm hết nha anh em nhá. Beat 3 sao cơ mà. Chúng ta có beat 3 sao. Tại sao mà tôi lại nói là ở hai cái round đầu anh em mua như tôi? Bởi vì chúng ta sẽ có hai quyển sách. Đấy, và tí nữa khi chúng ta lên 10 chúng ta ấn hai lần, chúng ta sẽ lên được 11. Lên level 11 là chúng ta kẹp được là 5 Glacier với cái 6 beat thì nó sẽ có thể là tiêu diệt con quái cuối cùng anh em nhá. Đấy, nội dung nó là như thế. Còn bây giờ anh em thực hành giống tôi không thì cứ làm như tôi là được. Vẫn là câu quen thuộc, cứ làm như tôi là được anh em nhá. Nhanh chưa? Ui anh em nhanh chưa? Nhanh chưa này? Nhanh đấy, cũng nhanh. Mặc dù là không nhanh bằng là 5 rồng nhưng mà cũng gọi là nhanh. Và chúng ta không mất thời gian vào những cái rau quái trước đấy. Rồi. Ok. À, bây giờ chơi với cả gót này. Lên 11. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta đang thiếu đúng không? Đang thiếu hai con đúng không? Rồi Ronald. Glacier đâu rồi? Glacier đâu rồi? Glacier cho xin Glacier. Thôi chết mẹ, luôn hết tiền không ra một con Glacier. Đều. Thiếu một con nó rơi anh em ạ. Không có con rơi, thôi chết rồi. Thiếu con rơi. Thiếu con rơi mới cay như này. Thế này chưa được, thiếu con rơi anh em ạ. Thôi được rồi, để round sau đi, round 10 là round quyết định. Round này vẫn chưa phải round cuối. Có cái bọn gót này thì chắc là cũng dễ dàng thôi. Tuy nhiên nếu mà anh em có cái chấm chém lan cho ngộ không thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều anh em nhá. Tốc độ nó sẽ nhanh hơn tôi. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi làm mẫu cho anh em thôi. Anh em cứ làm như tôi là được. Tí nữa mà con anh em chơi ấy, mà anh em thử con ngộ không có cái chém lan em, chém lan 2 chẳng hạn, thì câu chuyện nó sẽ khác đấy. Rồi bây giờ tôi kiếm lúc còn rơi đây anh em ạ. Cáo 3 này. Rơi đâu? Ra đi. Ra đi. Ui rồi ôi, không có con rơi rồi. Vậy là không đủ, phải bán bớt đi roll tiếp anh em ạ. Roll nốt này. Roll nốt này. Ui, trứng làm gì đâu. Thế lại phải bán tiếp à? Chết rồi, xem nào. Như này là không đủ, thôi phải bán con này đi. Bán con này đi. Bán không? Đang thừa một bit đúng không? Ok. Đang thừa một bit chắc là bán gì nhỉ? Bán con unicorn đi thôi. Bán unicorn đi thôi. Tôi nghĩ là bán unicorn đi thôi. Nhưng mà trước tiên chúng ta lấy cái mặt lại hút máu cho ngộ không đã. Tầm này chắc là roll thêm cái nữa này. Quả cuối cùng này. Ui ngồi ra Secret Lancer kìa. Secret Lancer nhưng
Bán cái này đi đủ không? Bán thử nào. Ui sao có lẽ bán được 1 tiền? Ơ lừa đấy nhở. 3 sao Helicon bán được 1 tiền là thế nào? Ui ôi chết rồi. Thế làm nào giờ? Bán sâu đi. Ơ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, con này đủ tiền, con được 5 tiền. Ui mày thế. Thế là vẫn đủ bộ 5 Glacier anh em ạ. Vãi hết cả cứt. Được rồi. Ok, đây là ok rồi đấy nhá anh em nhá. Ui giời. Hú hồn. Ok, ok, ok. Được rồi. Rồi, xếp ở đây. Xếp như tôi xếp anh em nhá. Ok, lần này kết thúc trận đấu nhanh đây. 6 bit, 5 Glacier. Trông cũng không, nhưng mà vẫn chưa có chém nan. Thôi được, không sao hết. Mày chết, mày chết, mày chết. Đấm. Ôi chết rồi. Nó gọi được đệ rồi, không sao hết. Ra đấm mấy con đệ cũng nhanh thôi mà. Đây nó là cái bộ beat nên là nó không sợ bọn này. Rồi, ok. Ok. Ok, anh em xem bao nhiêu phút nhá. Chúng ta có bao nhiêu phút ở đây? Điều bất ngờ sẽ xảy ra. Đúng rồi. Đó, anh em thấy chưa? 1 phút 28. Anh em cứ làm như thế nhá anh em nhá. Tốc độ của anh em có khi là còn có 1 phút mười mấy giây thôi nếu mà anh em làm chuẩn nhá anh em nhá. Tùy thuộc vào anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Clip xin được tạm dừng ở đây nhá anh em nhá. Anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like động viên và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã like cái clip này. Bye bye.